ước gì em được đến bên anh như giọt nắng buông dài trên vai áo. Anh cảm nhận dịu dàng môi sắc thắm trên đôi má đang thoáng ửng hồng. Ước gì em được đến bên anh như cơn gió mong manh lùa mái tóc. Anh sẽ nghe trong lao sao dịu dàng tiếng em thì thầm nhớ. Sao biết anh về mà ra đón vậy? Đừng làm vậy em mà. Em có biết là anh nhớ em nhiều lắm. Đừng làm vậy mà. Anh nhớ em từng phút từng giây luôn em biết không? Anh nhớ em muốn chết luôn vậy đó. Hồi nãy bước vô đây anh tưởng mình lộn phòng rồi chứ. Mình cũng tệ thiệt. Lẽ ra anh phải thay bộ ra này từ lâu rồi mới đúng. Anh hy vọng em sẽ thích món quà mà anh mua tặng em. Chắc chắn là như vậy rồi. Mà quà của anh tặng là quà gì vậy? Em nhắm mắt lại đi. Anh tặng em sợi dây chuyền có hình mặt của Phật, để người luôn ở cạnh em, phù hộ che chở cho em. Cô bé, nhắm mắt lại. Bây giờ em mở mắt ra nhìn đi. Mặt Đức Phật hả? Người dân Thái Lan á luôn cầu mong Đức Phật phù hộ cho mình. Nào,
Nhận quà rồi thì cảm ơn đi chứ. Nè nè, em không có chơi gian nha. Hứa rồi mà. Nè. Em sao vậy? Không thích sợi dây chuyền này hả? Không, em thích lắm. Nó đẹp quá. Anh tin là Đức Phật sẽ luôn che chở và phù hộ cho chúng ta. Anh mong là những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em. Cảm ơn anh. Vậy còn món quà bất ngờ mà em nói sẽ tặng anh đâu? Thôi, khi nào em muốn tặng quà cho anh cũng được. Em ngủ đi, anh còn phải viết báo cáo ngày mai nộp cho sếp nữa. Em... Thôi, em ngủ đi. Trong cái bản báo cáo lúc nãy em nộp cho sếp á, em có viết rất rõ ý kiến của mình về việc công ty Happyland ở Bangkok muốn mời ta hợp tác giúp họ mở văn phòng đại diện ở Việt Nam. Được rồi, tôi sẽ đọc sau, nhưng tôi muốn biết ý kiến của cậu như thế nào. Dạ, em cho đó là một cơ hội tốt. Công ty Happyland là một công ty lớn ở Thái. Họ có thể chọn lựa một trong số rất nhiều công ty có tiềm lực mạnh ở Việt Nam. Nhưng mà họ chọn ta, chứng tỏ là họ tin tưởng ta hơn. Em nghĩ là sếp không nên bỏ qua cơ hội này. Trước mắt ta phải làm gì? Cậu có viết điều này trong bản báo cáo không? Dạ có chứ, thưa sếp. Ok, tôi sẽ đọc ngay. Cậu về làm việc đi. Dạ, chào sếp. Alo, anh nghe nè Thư. Có việc gì không em? À, em gọi nhầm số hả? Thư ơi, chiều nay em được nấu cơm nhà. Mình mời mẹ ra ngoài ăn cái gì đó cho là lạ nghe. Ok, vậy chiều anh sẽ sắp xếp công việc để về sớm với em. Bye em. Anh dành tặng trái tim này cho em nè. Anh làm gì vậy? Buông em ra.
Nhắm mắt lại đi. Khoan, từ từ nha. Mở nha. Nhìn đi bé cưng. Nữa. Anh sao mà giống như trúng gió vậy? Lại mệt nữa hả? Dạo này á, em thấy anh hay mệt lắm nha. Hay là em giảm cho anh tần suất một lần thôi nha. Anh không sao. Mà em chọn xong chưa? Mình về nghe. Mà hình như làm như anh muốn trúng gió thiệt. Anh, rồi, về rồi đi ăn nữa chứ. Sao anh thấy đau bụng quá? Hay là em ra ngoài trước đi, chờ anh chút. Anh cái gì? Chị để lên đây giùm em. Chào chị, chị thanh toán sao vậy chị? Cái lão già này bị Tào Tháo rượt đến đâu rồi không biết. Rồi chị xếp đồ lên đi. Nhưng mà ông xã tôi ổng đang cầm tiền, ổng còn đang trong toilet kìa. Ủa, chị làm thủ tục thanh toán để còn khách sao nữa chứ. Từ từ đã. À, vậy thì chị vui lòng chất hàng lại rồi lui về phía sau chờ ông xã chị ra, để khách sao còn thanh toán. Lẹ lên đi chị ơi, lẹ lên, lâu quá. Hay là tôi chỉ mua mấy cái đồ này thôi nha. Tùy chị thôi, nhưng chị vui lòng để xe hàng lui về phía sau. Lẹ lên cô ơi. Đã không có tiền còn chất đầy một xe hàng. Trả tiền đi cô, để còn tới chúng tôi nữa à? Mấy người làm gì mà dữ vậy? Cô tưởng là tôi không có tiền hả? Tôi không thích trả đó. Trời, cái gì kỳ vậy? Cái gì kỳ vậy? Làm gì kỳ vậy? Dạ, mời khách tiếp theo. Chào
Hay quá, em về rồi. Anh định điện thoại gọi em về ăn cơm đó. Anh nấu cơm rồi hả? Con đi đâu giờ này mới về hả? Đã định như vậy thì nói với người ta một tiếng. Nếu mà nó không về nấu cơm thì cả nhà này nhịn đói hay sao? Con xin lỗi. Mẹ là vậy chứ không có gì đâu. Vô ăn cơm đi em. Nè, ăn đi. Con đi đâu từ sáng giờ vậy? Con đi lang thang thôi à. Thỉnh thoảng cũng để cho Thư đi chơi thoải mái cho đỡ buồn mẹ. Chứ cứ ở nhà đi ra đi vô, rồi lại quanh quẩn chuyện bếp núc cơm nước chợ búa, đi cũng chán mẹ. Mẹ chịu thua con luôn á. Thôi ăn đi. Em à, thấy em có vẻ hơi mệt. Em vô tắm rửa một chút cho thoải mái rồi ra ăn cũng được. Mà thôi mẹ với anh ăn trước đi. Lát nữa con ăn sau. Vậy đi, cũng được. Giờ em vô nghỉ đi. Lát anh sẽ mang cơm vô phòng cho em. Thôi đi, con đừng có chiều nó quá như vậy. Thư à, nhà chỉ có ba người thôi. Kẻ ăn trước người ăn sau là sao? Dạ, vậy con ăn luôn. Con mời mẹ. Cảm ơn con. Em ăn thử coi món này làm ngon không? Ngon. Con sao vậy? Làm gì mặt mày bí xị như nhà có đám vậy? Ngồi ăn thì phải vui vẻ lên chứ. Mẹ thấy từ hôm qua đến giờ con không có bình thường nha. Có chuyện gì phải nói ra. Mẹ và anh cứ ăn đi. Hai đứa có chuyện gì sao? Bộ gây lộn hả? Mấy hôm trước nó còn mông đứng mông ngồi, nó trông con về dữ lắm á. Dạ không có chuyện gì đâu mẹ. Chắc là tại Thư mệt quá thôi. Mà mẹ, mẹ đừng la Thư nữa nghe mẹ. Tội nghiệp con quá. Tánh nết con Thư giống hệt ba nó. Chỉ biết nghĩ tới mình thôi à, không nghĩ tới ai hết á. Mẹ ăn đi. Để con vô coi Thư sao nghe mẹ. Ừ, con vô đi. Thôi nín đi cưng. Có gì đâu mà khóc hoài vậy. Anh nói rồi, tại anh đau bụng quá nên ở trong toilet hơi lâu. Tới lúc quay trở ra kiếm em không thấy đâu ở trường. Anh đi vòng vòng trong siêu thị mấy tiếng đồng hồ luôn mà cũng không gặp em. Định gọi điện thoại cho em thì điện thoại nó cũng hết pin. Em nghĩ coi, lúc đó anh biết làm gì giờ? Thôi đi, anh đừng có thèm đụng với người tôi nữa. Đến bây giờ tôi thấy anh khó tin quá. Nói cái gì á anh cũng gạt. Anh hứa búa xua, rồi cuối cùng á thì anh hứa lèo. Đừng nói ẩu nha. Hứa lèo hồi nào? Trời, thì đó, đi ăn nhà hàng sang trọng đâu, rồi hả biệt thự đâu, iPad đâu, chiếc vòng kim cương đâu. Thậm chí một bữa nhậu ra mắt bạn bè cũng không có. Vậy mà còn không chịu hứa lèo nữa hả? Em nghe nè, em đúng là khờ thiệt á. Lúc nào cũng thích đi tới mấy cái chỗ đông người, tới mấy nhà hàng sang trọng. Mà em có biết mấy chỗ đó rất dễ bị mụ vợ anh bắt gặp, thấy không? Rồi mụ sẽ thuê cái bọn đầu gấu á tạt axit vô mặt em sao? Em thích đồ hàng hiệu hả? Không sợ tụi lưu manh á tổ chức bắt cóc cướp của giết người sao?
báo đăng tin hàng ngày, không chịu nắm bắt tình hình thời sự gì hết. Nói chung mà nói thì anh là đại gia em biết mà. Nhưng em thấy không, anh vẫn cứ ăn mặc sình soạn, vẫn cứ đi taxi. Mặc dù xe riêng là anh có, nhưng mà cần lắm mới đi xe hơi riêng. Đó. Rồi tiền không bao giờ để trong bóp nhiều, bởi vì xài thẻ tín dụng tiện lợi biết bao nhiêu. Nói chung mà nói thì em biết tại sao anh phải chịu đựng cái cảnh đó không? Tại vì anh không muốn tụi nó cướp đi mạng sống của anh. Nếu biết anh là người giàu có, mất mạng, làm sao anh có được những giây phút tuyệt vời như được lên tiên khi ở bên em? Nhưng mà anh ngụy trang á, thì anh ngụy trang cũng vừa vừa phải thôi chứ. Hai đứa ở bên nhau trong nhà thế này mà còn ăn mì gói, vậy là ngụy trang đó hả? Đó, cái này anh cũng nói với em rồi. Cứ ngày này qua ngày nọ anh phải đi ăn cơm nhà hàng, rồi tiếp khách sơn hào hải vị, ăn ớn tới cổ em biết không. Thành ra về làm một tô mì gói nó ngon lạ lùng. Mà anh ghiền là anh ghiền cái lạ đó đó. Anh á dẻo lưỡi lắm á. Em không biết đâu, anh á phải trả em 1 triệu, số tiền mà em đã đi siêu thị. Rồi sáng mai á phải dẫn em đi mua vòng kim cương nữa. Còn nếu không á hả, em bye bye anh luôn. Chuyện nhỏ. Giờ này siêu thị còn mở cửa không? Còn. Mình đi luôn. Anh thiệt hả? Đi anh. Lại sao nữa đây? Chết mẹ. Mấy cái thẻ tín dụng đâu rồi ta? Không lẽ rớt ở nhà vệ sinh ở siêu thị? Em đã mệt chưa? Muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng không? Cái bóng của mình có lẽ hạnh phúc hơn chủ của nó em à. Anh nói vậy là sao? Không biết đến khi nào anh với em mới được như hai cái bóng này. Thôi, mình qua đó ngồi nghỉ một chút đi em. Cho hai cái bóng cũng được nghỉ một chút. Những ngày gần đây em đã bỏ công sức để vun đắp cho ngôi nhà của hai chúng ta. Bây giờ khi trở về nhà, anh cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình. Anh hy vọng sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh đang cố gắng thay đổi số phận, em hãy tin ở anh nghe. Anh biết để xây dựng một gia đình hạnh phúc thật không dễ dàng chút nào, nhưng anh sẽ không bỏ cuộc, chỉ cần có em ở bên cạnh. Anh à, bữa trước lúc anh đi Thái Lan về, em đã định Em không cần phải nói nhiều đâu, anh hiểu em mà. Anh hiểu như thế nào? Em có muốn tới gặp Tùng Lâm một lần để nói cho hết không? Quá ra đó là những điều mà anh nghĩ là anh đã hiểu sao? Theo anh, có lẽ em nên đi gặp Lâm. Anh hy vọng sau đó
trong lòng em thật sự thanh thản. Thật sự thì em cũng rất muốn gặp anh Lâm, để buộc anh phải giải thích cho em tất cả những gì mà anh đã làm cho em. Nhưng bây giờ thì em đã thấy là không còn cần thiết nữa. Bộ anh quên rằng em là gái đã có chồng mà. Mọi thứ đã an bài rồi mà. Em vừa mới nói gì? Em muốn cảm ơn anh về tất cả những gì mà anh đã làm cho em và gia đình em. Đó không phải là những lời nói suông đâu, mà thật sự đó là những lời chân thành xuất phát từ trái tim của em. Đứng lại. Yêu cầu mấy con kia đứng lại. Công an, chạy đi, chạy nhanh. Cảnh sát phòng chống tệ nạn đang làm việc đó em. Thôi, mình về. Alo, Bạch Dương hả? Ý trời ơi, còn lưu số của tao hả mày? Thì tại bận quá cho nên là chưa có thời gian xóa đó thôi. Tao biết mày giận tao, nên tao muốn gặp mày á để nói rõ chuyện này nè. Tới quán của mình đi. Xin lỗi nha, tao đang bận quá nên không có thời gian la cà quán xá với tụi mày như trước nữa. Với lại mất công tao mà tới đó tụi mày lại nghĩ là tao mượn tiền của tụi mày thì quê cho tao lắm. Thôi, mày giận lẫy lâu lắm rồi đó. Tới liền đi. Tao không chỉ muốn nói chuyện cũ với mày, mà còn là chuyện khác, liên quan đến một người mà tao chắc chắn 100% là mày chưa thể quên. Tùng Lâm hả? Chính xác. Tao đã bảo mày không quên được rồi mà. Mày tới đi nha, tao chờ. Đó, tao phải bay sang bên kia để thăm ba mẹ tao, chứ không phải tao muốn trốn tránh, không muốn gặp mày. Mà thiệt tình á, lúc đó Dương cũng không biết giúp gì nữa. Thôi mà, mày bỏ qua cho tao nha, đừng có giận tao nữa. Thôi chuyện cũ, nhắc lại làm gì. Vậy nha, vậy bỏ qua hết nha. Tụi mình á, lại là bồ cũ với nhau như trước nha. Thôi, tao vô vấn đề chính luôn. Mày có biết Tùng Lâm về đây làm gì không? Chuyện đó đâu có liên quan gì đến tao đâu. Đó là mày nói chứ không phải tao nói nha. Ảnh về đây là vì mày, vì cuộc sống hiện tại của mày. Cho nên á, ảnh mới về để tìm mày. Mà mày có biết ai là người nói với anh Lâm chuyện của mày trong thời gian qua không? Chính là tao, con Bạch Dương này đó. Ảnh liên lạc với tao và than thở là sao không gọi được cho mày. Tao liền kể cho ảnh nghe rõ ngọn ngành. Ảnh nghe xong rồi quảng hồn la lối sùm, còn nói với tao là về Việt Nam để tìm mày á. Vậy là ảnh làm thiệt. Coi bộ á, ảnh còn nặng tình với mày lắm. Còn nặng tình với tao mà lại bỏ đi với người khác như vậy hả? Đó,
anh ả hiểu lầm nhau nên mới nên chuyện như vậy đó. Chẳng có hiểu lầm gì hết, chứng cứ rõ rành rành đó. Bởi vậy anh Lâm mới nhất quyết gặp mày trực diện để nói rõ mọi chuyện. Anh ấy kêu tao gặp bằng được mày để nói trước chuyện vừa rồi. Tao không gặp đâu. Bây giờ tao đã có chồng rồi, chuyện cũ mà xới lên cũng chẳng đi đến đâu hết. Chồng? Thôi được rồi, tao sẽ không nói về chuyện đó nữa. Nhưng tao cần hỏi mày một câu. Mày tự cảm thấy cuộc sống của mày bây giờ ra sao? Mày có được sung sướng, xứng với một người như mày không? Nhưng mà tao thấy tao đã quen với cuộc sống hiện nay rồi. Tao không tin. Mày sẽ không quen, không thể quen. Chẳng qua là mày cam chịu và nghiến răng với cuộc sống đó thôi. Chẳng lẽ mày định sống cuộc sống như hiện nay cho tới chết hả? Có bao giờ mày nhìn thấy tương lai của mày trong cuộc hôn nhân đó không? Hoài Thư à, hãy nghĩ lại đi. Tùng Lâm đã về đây rồi. Chỉ có Tùng Lâm mới thích hợp với mày. Ở bên Tùng Lâm á, mày mới có cuộc sống đích thực. Người yêu của Hoài Thư á, chỉ có Tùng Lâm, không phải bất kỳ ai khác đâu. Dù sao tao cũng cảm ơn mày đã quan tâm tới tao. Nhưng mà thôi, việc của tao, để tao tự lo. Thôi bye bye. Thư, hãy nghĩ lại đi. Hãy nghĩ lại đi. Đừng quên một điều, Tùng Lâm trở về đây là vì mày. Sao biết anh về mà đi đón vậy cưng? Anh định tạo cho em một sự bất ngờ. Anh mong được gặp em từng giờ từng phút luôn á. Nhớ em muốn chết luôn à. Không lẽ mày định sống cuộc sống hiện tại cho tới lúc chết sao? Đã giây phút nào mày nhìn thấy tương lai của mày trong cuộc hôn nhân đó không? Hoài Thư à, mày nghĩ lại đi. Tùng Lâm đã quay về rồi. Tùng Lâm mới thích hợp với mày. Ở bên anh ta, mày mới có thể có một cuộc sống đích thực. Người yêu của Thư chỉ có thể là Tùng Lâm, chứ không phải bất kỳ một ai khác. Em cũng không ngủ được à. Em có muốn mình nói chuyện một chút cho đỡ buồn không?
Thôi, khuya rồi. Anh ngủ sớm đi để mai còn đi làm nữa. Thôi, em ngủ đi. Anh ra ngoài đọc sách một chút để khỏi mở đèn trong này. Nè, em nói cho anh biết nghe chưa, em á không có phải là Usin của anh đâu. Thẻ thiết gì á thì em không có biết, nhưng mà nội trong ngày hôm nay á, nếu như mà anh không có mua cho em chiếc vòng đó đó thì em sẽ nghỉ chơi với anh luôn á. Thì đành sai thiên mạc vậy. Có điều lúc này anh đang dành tiền cho một phi vụ lớn, hơn nữa mụ vợ ở nhà đang tiến hành chiến dịch phong tỏa tiền của anh, nên không biết có mua được không nữa. Sao lúc nào á anh cũng lý do lý trấu hết vậy? Hay á là anh không có tiền đúng không? Em coi thường anh quá. Tại anh không muốn thôi, chứ muốn hú một cái thôi, bạn bè anh tặng anh mấy chục ngàn đô xài chơi. Nói lại coi, vậy là chưa muốn cho nên chưa mua chứ gì đúng không? Đó là anh nói thời điểm trước, chứ bây giờ mấy đứa bạn anh cũng đang hơi kẹt, cho nên em cho anh từ từ em à. Em á không bao giờ để cho anh lừa mãi như thế này đâu. Nếu như tối nay mà anh không có tiền á thì anh đừng bao giờ nhìn mặt em nữa, nghe rõ chưa? Mấy bữa nay không ra khỏi phòng, ngồi hoài ở trỏng chán chết à. Mẹ, con thấy mệt mỏi quá, chân tay cứ rã rời, chẳng muốn làm gì hết. Cũng chán thiệt, không biết làm gì cho mau hết ngày. Con cũng vậy đó mẹ. Suốt ngày chỉ mải mê với hai bữa ăn, xong rồi cứ phải đọc sách. Nếu có như vậy hoài chắc phải phát khùng lên đó mẹ. Hay là mẹ con mình chơi bài để giết thời gian đi. Trời ơi, thôi mẹ đừng có đầu độc con. Mà sao mẹ không đi lễ đi cho đỡ buồn. Chán lắm. Đi lễ thì phải có tiền, sắm đồ đạc. Bây giờ không có tiền, lễ thuộc người ta kỳ lắm. Chẳng biết dạo này ba ra sao nữa, mà không thấy ba gọi điện thoại về. Con đừng nhắc tới ba. Mẹ không muốn nhìn mặt con người vô ơn bạc nghĩa đó. Coi như không có ổng đi. Thôi đừng nói vậy mà mẹ. Dù gì đó cũng là ba của con mà. Phải chi giống như chuyện của con với anh Mạnh thì dễ hiểu. Chứ đằng này ba với mẹ đã sống với nhau bao nhiêu năm rồi mà còn gặp chuyện như vậy sao? Thì đó, ông bỏ nhà này đi theo một con gái hư, chỉ bằng tuổi con thôi, làm sao mẹ tha thứ được. Đi được đi phức luôn đi. Mẹ. Đều thiệt, cứ thấy số của mình là không thèm nghe máy. Thank you.
Alo. Ừ, Trần Hoài đây. Sao cậu khỏe không? Mừng cho cậu ha. Mình á hả? Ừ, vẫn ổn. Ừ, chỉ có điều lúc này hơi kẹt. Ừ, đang định hỏi mượn cậu ít tiền. Không nhiều đâu. Ờ, cỡ chừng vài chục chai thôi mà. Khốn nạn, thấy mình thất thế, thằng nào cũng quay lưng. Làm sao có tiền bây giờ? Không thể lấy tiền của thằng Mạnh hoài được. Dục, Dục ơi là Dục. Xóa nhòa